Thanh toán điện tử càng nở rộ, người dùng càng được lợi. Kết quả báo cáo gần đây của công ty PVPC cũng cho thấy, số lượng người dùng thực hiện thanh toán bằng mobile money tại các cửa hàng ở Việt Nam đang tăng nhanh hơn so với trung bình khu vực ASEAN, từ 37% lên đến 61% chỉ trong giai đoạn 2018-2019. Cuộc đua ví điện tử bùng nổ. Theo báo cáo của ngân hàng nhà nước, lĩnh vực thanh toán đang chiếm đa số trong khoảng gần 100 công ty fintech đang hoạt động trên thị trường Việt. Trong đó có 26 doanh nghiệp được ngân hàng nhà nước cấp phép cung cấp dịch vụ ví điện tử. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, cả nước có 4,2 triệu ví đã liên kết với tài khoản ngân hàng, 10.000 đơn vị chấp nhận thanh toán ví điện tử. Con số trên phần nào cho thấy ví điện tử đang hoạt động sôi nổi và hấp dẫn nhất thị trường. Sức hấp dẫn của thị trường trong nước kéo theo nhiều công ty nước ngoài nhảy vào cuộc chiến. Chẳng hạn, công ty công nghệ C Group có trụ sở ở Singapore đã hợp tác với công ty cổ phần phát triển thể thao điện tử Việt Nam, VED để triển khai dịch vụ thanh toán ePay tại Việt Nam. Đây là ứng dụng ví điện tử cho phép người dùng sử dụng tiền trong ví để mua hàng, thẻ điện thoại, thẻ giải trí, thanh toán các dịch vụ, hóa đơn. Bên cạnh đó, người dùng ví ePay còn được hưởng nhiều mức chiết khấu khác nhau tùy các dịch vụ hỗ trợ trong ví. Mặc dù mới chỉ ra mắt gần 2 năm nhưng ePay đang được sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam nhờ được sử dụng làm kênh đặt hàng và thanh toán chính thức cho đi. công ty chuyên đánh giá các dịch vụ ăn uống tại Việt Nam và dịch vụ giao đồ ăn nào. Một ứng dụng thanh toán di động khác là ZaloPay cũng đã phát triển nhanh chóng kể từ khi ra mắt vào năm 2017. Ứng dụng này dựa vào mạng lưới người dùng đã đăng ký với công ty mẹ VNG, một nền tảng giải trí và truyền thông xã hội trực tuyến. Thanh toán không tiền mặt trên đà bức tốc Cũng theo kết quả khảo sát của Visa, thanh toán kỹ thuật số được người Việt sử dụng trong đa dạng lĩnh vực, từ mua sắm trực tuyến cho đến trả tiền mua nhu yếu phẩm ở siêu thị. Tiện lợi, nhanh chóng, an toàn và bảo mật. Thanh toán điện tử ngày càng bứt phá so với các giao dịch truyền thống. Với vài thao tác đơn giản trên chiếc smartphone, người dùng đã có thể thanh toán các chi phí dịch vụ hay thực hiện các giao dịch ngân hàng chỉ trong vài phút. Song song đó, các ứng dụng này còn liên tục tung ra nhiều khuyến mãi, ưu đãi, qua đó giúp họ nhận thấy những lợi ích được hưởng khi thanh toán không tiền mặt. Cụ thể, ZaloPay và ePay chinh phục người dùng bằng cách mang đến nhiều ưu đãi trong lần đầu tích hợp thanh toán, đồng thời tung ra các ưu đãi khác khi thanh toán hóa đơn điện nước internet và truyền hình cáp qua ví điện tử của các đơn vị này, hay như Momo cũng thu hút tài trợ nhằm mở rộng quy mô, tăng cường khuyến mãi cho người dùng khi thanh toán tại CIRCLEK có thể nói, ngoài việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mở rộng điểm thanh toán dịch vụ, tăng cường khuyến mãi chính là một trong những yếu tố quan trọng trong cuộc đua thu hút người dùng từ các ví điện tử. Như vậy, việc thanh toán không tiền mặt không chỉ an toàn, tiện lợi mà còn mang đến cho người dùng nhiều ưu đãi, giảm giá hấp dẫn. Điều này cũng lý giải tại sao người Việt mang theo tiền mặt ngày càng ít hơn, một nửa số người được khảo sát cho biết sử dụng phương thức thanh toán bằng thẻ và di động ít nhất 2, 3 lần trên tuần, 73% số người được khảo sát trả lời rằng họ đang sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, tăng 59% so với năm trước, trong khi đó 82% người tiêu dùng đã thực hiện giao dịch trên điện thoại di động. Tại hội nghị triển khai chương trình hành động của ngành ngân hàng thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2015, tầm nhìn 2030 mới diễn ra, đại diện vụ thanh toán ngân hàng nhà nước đã đặt ra mục tiêu tất cả các thanh toán sẽ được thực hiện trên điện thoại di động nhằm hướng đến xã hội không dùng tiền mặt cụ thể ngân hàng nhà nước sẽ xây dựng hoàn thiện và nâng cấp hạ tầng thanh toán quốc gia gồm thanh toán điện tử liên ngân hàng thanh toán bù trừ điện tử chuyển mạch thẻ làm nền tảng kết nối tạo cơ sở để triển khai các sản phẩm dịch vụ thanh toán mới